xanh mơ màng giấc mơ mộng. Tâm tư càng rộn ràng sao động, màng loáng gió lòng dặn lời đồng giọng của quân điền. Ai ân gọi nhùng mưa bốc đắm say cùng hát dương má tựa vai cày. Giấc mộng tình hoa nguyệt chiếu quân, nàng quyết không là mộng áo, hoặc chữ đề còn sắc sảo tặng nàng. Sai người đem giọng lòng đến rước về triều, để vấn nàng tứ hậu Tây Cung. Những mong luôn trong tình chàng đây bao viên thọ, lãnh sứ mạng tìm kiếm chiếu quân, bản tánh nữ tham lam sai tốn lâm vào ắt hối lâu, thai thú không tiền còn làm phiền lão thái sư mau. Nghe tiếng con nhà giàu dốc hình xinh đẹp, bèn lập mơ mưu thần để đánh lần đấu thừa chiếu quân Kim Đình Thế Vô. Đem hàng cung giam cầm qua nguyệt, quyết trừ cho tuyệt lãnh chiếu đài thái thú dương trung. Rất may nhờ tiếng đàn nỉ con thấu tai hoàng hậu, chiếu quân được bà đến giải quan gia quyến dương trung. Được chiếu vua triệu về trào nội sự tối hoàng thần, kể từ nay hết